Hello anh em, hôm nay mình lại cung cấp cho anh em thêm một cái mã zip code của tựa game Kho Báu Huyền Thoại bản Việt Nam. Nói chung thì từ giờ đến Tết sẽ có rất là nhiều cái mã zip code của các tựa game như kiểu là Kho Báu Huyền Thoại này, hay là Đại Chiến Nhẫn Giả và một số tựa game khác nữa nhá. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh này và nhớ ấn cái chuông phía dưới cái video nhá. Để nhận được cái thông báo mới nhất về video của mình ra về các mã zip code đấy. Hôm nay sẽ là một cái mã zip code rất là ngon anh em nhá, rất là ngon luôn. Ok, chúng ta sẽ nhập mã zip code ngày hôm nay nhé. Mã này rất là ngon luôn. Một chỉ chắc là mình quên mình không ấy anh em ạ, mình quên mình không copy để cho nhanh. Đi 07 0 7 này, 6. Mấy cả mình muốn viết như này để cho anh em dễ nhìn. F6 D32 2 E. Ok, đây nha anh em. Rất là ngon luôn. Chúng ta được 500 kim cương và được một viên đá cấp 5 luôn, ngẫu nhiên nhá. Và được một dương nguyên liệu tướng tiến bậc đến phấp đỏ luôn. Rất là ngon. Và được 80 mảnh Kuzan nhá. Mảnh Kuzan. Rồi mình sẽ ra mình ghép luôn cho anh em. Đây. Rất là ngon luôn. Xuân đến rồi cho nên là sẽ có rất là nhiều cái sự kiện, rồi là sự kiện ngon, rồi là lẫn cái VIP code ngon. Anh em nhớ ấn theo dõi kênh để được theo dõi những cái mã zip code mới nhất về game này nhá, về một số những game khác nữa. Mình sẽ cập nhật liên tục cho anh em luôn, cho nên anh em cứ yên tâm. Rồi, video mình sẽ kết thúc đây anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé. Bye bye anh em. Bye bye.